Cô gái này tên là Ririko. Để trở nên xinh đẹp, cô không ngừng động dao kéo trên người. Sau khi thay da đổi thịt, quả nhiên nhan sắc xinh đẹp khiến cô ta nổi tiếng sau một đêm. Mỗi ngày cô ta đều sống trong ánh flash, rất nhanh đã trở nên huênh hoang. Tính xấu của cô ta cũng nổi tiếng không khác gì vẻ đẹp của mình. Trên sân khấu, cô ta cố ý chơi xấu đàn em. Sau sân khấu, cô ta chưa từng xem trợ lý là người, không bằng lòng một chút là nhổ nước vào mặt trợ lý. Trợ lý cũng là fan của cô ta, chỉ âm thầm chịu đựng tính khí của cô ta. Ririko là cây thần tài của công ty, tất cả mọi người đều không dám đắc tội, nhưng cô ta lại được nước lấn tới, dám thân mật với bạn trai là cậu ấm nhà giàu trước mặt mọi người. Nhân viên trong phòng chỉ biết tránh sang một bên, họ đã sớm quen với cảnh này. Nhưng dù cho xinh đẹp như Ririko, cũng phải dùng trăm phương nghìn kế để giành cơ hội về mình. Để có thể diễn nữ chính, cô ta không tiếc hy sinh bản thân để quyến rũ nhà chế tác, diễn xuất không đủ thì lấy ngoại hình bù vào để có thể nổi tiếng. Cô ta không quan tâm, thứ duy nhất cô ta quan tâm chính là gương mặt tự cho là đẹp đến ná thở này. Mỗi ngày cô ta đều soi gương mấy chục lần, thường hỏi gương, ai mới là người đẹp nhất trên đời. Nhưng lần này chiếc gương đã thực sự trả lời lại cô ta. Cô ta vuốt tóc lên, phát hiện trên trán có một chấm đen. Cô ta sợ hãi, vội vàng đến bệnh viện thẩm mỹ. Bác sĩ kiểm tra xong chỉ điềm nhiên nói, đây là tác dụng phụ thường gặp, uống vài viên thuốc là khỏi. Ririko vừa thở phào một hơi thì nhìn thấy một người phụ nữ trên mặt toàn chấm đen khóc lóc dưới tầng. Chấm đen đó rõ ràng y hệt như chấm đen trên mặt cô ta. Cô ta càng nghĩ càng sợ, không biết mặt của mình sau này sẽ biến thành thế nào. Nhưng cô ta biết rõ cô ta không thể từ bỏ ngoại hình, càng không thể từ bỏ mọi thứ cô ta có lúc này. Nghĩ đến đây, Ririko uống thuốc vào, chấm đen biến mất. Cô ta khôi phục nụ cười tỏa sáng hàng ngày, cơ hội lên sóng của cô ta ngày càng nhiều, chiếm trọn các nhà đài, lịch trình hàng ngày đều xếp dày đặc. Thậm chí đạo diễn nước ngoài cũng muốn mời cô ta. Nhưng chưa được bao lâu, chấm đen lại xuất hiện, cô ta không thể tự lừa dối mình được nữa, nghĩ đến việc cô ta sẽ bị fan lãng quên, biến thành một người vô cùng xấu xí. Cô ta không cam tâm, đột nhiên Ririko bật cười, đó là nụ cười tuyệt vọng, càng là sự bắt đầu cho sự vặn vẹo trong tam quan của cô ta lớn tiếng chửi trợ lý, còn bắt cô ấy quỳ xuống trước mặt. Trợ lý không dám phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Ririko lại lần nữa lên giường phẫu thuật, tu sửa lại cơ thể trên diện rộng, cây kim dài của bác sĩ đâm vào mặt cô ta đau đến mức không thể thở nổi. Cô giống như không còn tồn tại nữa, nhưng nghĩ lại bộ dạng xấu xí lúc đầu của mình, cô đột nhiên cảm thấy có thể chịu đựng được. Các bác sĩ đang bận rộn sửa mặt cho Ririko, bệnh viện sớm đã bị để mắt đến. Liên tiếp có các vụ tự tử do phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Để lật đổ bệnh viện này, cảnh sát đã âm thầm thu thập rất nhiều chứng cứ. Nhưng anh ta còn thiếu một nhân chứng quyết định, đó chính là Ririko. Sau khi phẫu thuật, Ririko lại lần nữa phát sáng trên sân khấu, được người người tung hô. Nhưng cô ta không ngờ công ty bắt đầu lăng xê một người mới tên Kozue, bởi vì người quản lý biết cây thần tài của cô ta đã sắp hết giá trị lợi dụng rồi. Kozue xinh đẹp mỹ miều, ăn nói còn vô cùng lễ phép, rất nhanh đã trở thành con cưng của công ty, ngồi ngang hàng ngang bậc với Ririko. Ririko không còn chiếm độc quyền trang bìa tạp chí nữa, mà thay vào đó bị Kozue chiếm. Nhìn ảnh của Kozue, Ririko như muốn nổi điên. Nhân khí của Kozue ngày càng cao, cô ta không thể nhịn được nữa, cô ta nổi điên lên khóc lóc trong công ty. Sự đố kỵ khiến cảm xúc cô ta bị mất khống chế, chỉ có thể duy trì bằng thuốc. Ririko không còn là tâm điểm trên sân khấu nữa, bạn trai nhà giàu của cô ta cũng đá cô ta, đính hôn cùng với một phụ nữ nhà giàu. Ririko cảm thấy cả thế giới phản bội cô ta. Cô ta bắt trợ lý đi tạt axit người phụ nữ kia. Sau mọi việc, còn tự mình tẩy trắng sạch sẽ. Cảnh sát tìm đến Ririko, anh ta chuẩn bị khởi tố bệnh viện thẩm mỹ, mong Ririko có thể ra tòa làm nhân chứng. Đương nhiên Ririko không muốn thừa nhận bản thân đã động dao kéo, nhưng cảnh sát lại nói đã biết được mọi chuyện của cô ta, bao gồm cả chuyện cô sai người tạt axit. Nói xong đưa cho cô ta một tập tài liệu rồi rời đi. Ririko mở tập tài liệu ra, phát hiện trong đó là thông tin cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ta hoàn toàn suy sụp, nhìn nụ cười rạng rỡ của Kozue trên TV, ánh mắt của cô ta dần trở nên độc ác. Cô ta bảo trợ lý đi hủy khuôn mặt của Kozue, xử lý hòn đá ngáng chân này cho cô ta. Trợ lý sợ hãi, nhưng cô đã quen với sự sai bảo của Ririko nên chỉ âm thầm đồng ý. Cô ta cầm dao, run rẩy đến trước mặt Kozue, nhưng Kozue không hề sợ hãi, còn bảo cô ta khuyên Ririko tích đức đi. Trợ lý bị Kozue áp chế, cuối cùng không có dũng khí ra tay. Ở bên này, Ririko lại lần nữa nổi điên trong tiệc sinh nhật. Tác dụng phụ của phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng rõ ràng, cô ta bắt đầu xuất hiện ảo giác, kêu gào không ngừng như người điên. Cuối cùng ngã xuống giữa một đống lộn xộn. Trợ lý đưa Ririko về nhà, tốt bụng chăm sóc. Ririko biết được cô ta không ra tay liền thẳng tay đánh cô ta, sau đó xông ra ngoài đường như con điên, khóc lóc điên cuồng dưới cơn mưa xối xả. Đột nhiên cô nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, lúc này mới chú ý đến hình tượng của mình, vội vàng sửa lại tóc, đột nhiên phát hiện tóc đã bắt đầu rụng một mảng lớn.
chấm đen, ảo giác, đau đầu, rụng tóc, các kiểu tác dụng phụ xuất hiện. Ririko biết cô ta sẽ biến thành đứa xấu xí nhanh thôi. Sau khi Ririko đi, trợ lý phát hiện ra thông tin phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta có thể nhẫn nhịn Ririko đến lúc này cũng là do sùng bái nhan sắc của Ririko một cách mù quáng. Khi biết được trước đây Ririko là một đứa xấu xí, trợ lý lập tức nổi điên, cô ta gửi tài liệu cho giới báo chí, phát tán quá khứ đen tối của Ririko. Lần này Ririko lại lần nữa trở thành tâm điểm, nhìn đám phóng viên đứng đầy trước cửa, cô ta lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Vì lợi ích của công ty, quản lý bảo luật sư viết xong lời thừa nhận, mở họp báo. Bảo Ririko đọc thuộc lại y như trong bản thảo đã biết, Ririko điềm nhiên hỏi trợ lý một câu. Những năm nay cô ta đã kiếm cho công ty bao nhiêu tiền? Quản lý mất kiên nhẫn nói, công ty vì cô ta mà thua lỗ một khoản lớn. Ririko không nói gì nữa, cô đã hiểu ra, bản thân cô đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Vất vả khổ sở kiếm tiền cho công ty, đến giờ lại thảm hại đến vậy, cuối cùng vẫn phải cố gắng cứu chữa tổn thất cho công ty. Cô đã nhìn rõ mọi thứ, bôi lên mặt một lớp phấn dày, Ririko vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế, nhưng dưới sân khấu không một bóng người. Không còn những tiếng hoan hô nữa. Cô có chút không kịp thích ứng, Ririko điềm nhiên ngồi trước một dàn micro đang chĩa về mình, đối diện với ánh flash không ngừng. Những người này từng chứng kiến thành công của cô ta, bây giờ cô ta lại phải để họ chứng kiến sự sụp đổ của mình. Im lặng hồi lâu, Ririko đứng dậy, cầm một con dao nhọn lên. Cô ta đâm thẳng vào mắt của mình, máu tươi lập tức bắn tung tóe trên bàn, ánh đèn flash không ngừng nháy. Điên cuồng chụp ảnh cho tin tức trang bìa ngày mai. Ririko ngã xuống, lông vũ màu đỏ rơi đầy sàn như nói thay cho cái kết bi thảm của cô ta. Về sau, Ririko mất tích còn bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đã có 9 người tự sát, cảnh sát vẫn luôn tìm chứng cứ. Tìm Ririko đang mất tích. Ririko với bê bối đầy mình, Kozue thành công thay thế Ririko, trở thành minh tinh hot nhất. Để khao đồng nghiệp, Kozue đưa họ đến một quán bar ăn mừng, ở đây ai cũng ăn mặc cá tính, giống như đang chơi hóa trang. Đột nhiên Kozue nhìn thấy trợ lý của Ririko, cô đuổi theo cô ta đến một căn phòng xa hoa. Trên chiếc ghế sang trọng, một người phụ nữ diễm lệ đang ngồi, người đó chính là Ririko đã mất tích. Cô ta đầu đội vương miện, mắt bên phải bị thương được che lại, chấm đen trên mặt không hề chói mắt, thậm chí còn hợp hơn với khí chất của cô ta hơn. Mọi người đều cho rằng cô ta đã ngã xuống ở đây, không ngờ cô ta lại dùng một cách khác tiếp tục đứng lên. Bộ phim đã hoàn toàn truyền tải được sự đáng sợ của dục vọng, xấu muốn trở nên xinh đẹp, sau khi xinh đẹp lại muốn nhiều thứ hơn. Dục vọng của con người sâu thế nào, cái giá phải trả cũng sẽ đắt bằng đó, chỉ là dục vọng không có đáy. Khi chúng ta theo đuổi cũng phải nhắc nhở bản thân, nên chọn thứ bạn có thể chịu đựng được, nếu không sẽ mất cả hai giống như Ririko. Bộ phim hôm nay đến đây là hết, hãy follow page để xem thêm nhiều phim hay nhé.